ベトナム語の映画とドラマを絶対に聞き取るリスニングクイズ。皆さんこんにちは。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディです。いやー、初めまして。ついに新しい企画。本番組は聞き取りが困難だと思われるベトナムのドラマや映画に果敢に挑戦しようというチャレンジ番組です。可能な限り皆さんのお役に立つ秀逸のドラマや映画を YouTube 上から探してきてご紹介させていただく予定です。皆さんのベトナム語学習の一助となれば幸いです。今回ご紹介するのは、ベトナムのスポーツ観光省ホーチミン市演劇映像大学の学生さんが2013年頃卒業制作で制作した25分間のショートムービーです。映画のタイトルは Xin lỗi anh chị là tan bản đánh giò で、まあ日本語で言うと、ごめんなさい、僕は単なるバインゾー売りですという感じですね。この映画の主人公は21歳の純朴な高青年のナム。彼は14歳の時、両親と共に都会に引っ越してきました。ただ両親は7年前の洪水で亡くなってしまい、彼は今天涯孤独の身です。彼はベトナムのチマキ風料理であるバインゾーを売って生計を立てています。ある晩、仕事の帰り道、ナムは晩ご飯にとベトナム料理のバインチャンを買いに行きます。そこで売り子をしているのが天真爛漫でとてもキュートな19歳の女の子。名前は B。 ナムは毎晩 B のバインチャンを買いに行き、2人の仲は徐々にいい感じになっていくのです。でもしかしなんです。ここが純朴なナム、1ヶ月経っても名前すら聞かないのです。2人の関係に気づき始めた B のお母さんは、この2人の関係を喜んでいません。その理由は、ナムが貧しい単なるバインゾー売りだからです。さあ、2人の恋の行くやいかにといった内容が、この25分間の中にぎゅっと凝縮されているのです。それでは開始します。映画はスピーカーから流れるバインゾー売りの声から始まります。なんて言っているかちょっと聞き取ってみましょう。次にシーンが変わり、 B のお母さんとナムが真剣な面持ちで話しています。お母さんはナムに何て言っていますか？ Ai cho cậu tới đây? 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 Ai cho cậu tới đây?Tôi đã cấm cậu gặp con gái tôi rồi mà. Tôi đã cấm cậu gặp con gái tôi rồi mà. Tôi đã cấm cậu gặp con gái tôi rồi mà. Tôi đã cấm cậu gặp con gái tôi rồi mà. Tôi đã cấm cậu gặp con gái tôi rồi mà. Dạ, cháu xin lỗi cô.Tại vì cháu nghe tin bác trai bệnh nên cháu tới thăm. Dạ, cháu xin lỗi cô. Tại vì cháu nghe tin bác trai bệnh nên cháu tới thăm. Dạ, cháu xin lỗi cô. Tại vì cháu nghe tin bác trai bệnh nên cháu tới thăm. Dạ,
Cháu xin lỗi cô. Tại vì cháu nghe tin bác trai bệnh nên cháu tới thăm. Và cháu xin lỗi cô. Tại vì cháu nghe tin bác trai bệnh nên cháu tới thăm. Tôi không cần cậu quan tâm. 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 Cháu biết là bác trai phải phẫu thuật thì mới sống được. Cháu biết là bác trai phải phẫu thuật thì mới sống được. Cháu biết là bác trai phải phẫu thuật thì mới sống được. Cháu biết là bác trai phải phẫu thuật thì mới sống được. Cháu biết là bác trai phải phẫu thuật thì mới sống được. Đây là số tiền mà cháu đã dành dụm suốt 7 năm qua. Đây là số tiền mà cháu đã dành dụm suốt 7 năm qua. Đây là số tiền mà cháu đã dành dụm suốt 7 năm qua. Đây là số tiền mà cháu đã dành dụm suốt 7 năm qua. Đây là số tiền mà cháu đã dành dụm suốt 7 năm qua. Thôi, cậu về đi. Tôi không nhận đâu. 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 Báo tin cho cậu biết luôn, tháng sau con nhỏ lấy chồng rồi. Báo tin cho cậu biết luôn, tháng sau con nhỏ lấy chồng rồi. Báo tin cho cậu biết luôn, tháng sau con nhỏ lấy chồng rồi. Báo tin cho cậu biết luôn, tháng sau con nhỏ lấy chồng rồi. Báo tin cho cậu biết luôn, tháng sau con nhỏ lấy chồng rồi. シーンが変わり、ナムはバイクタクシーのお兄ちゃんと話をしています。そこにバイクタクシー目当てのお客さんがやってきました。お客さんは何て言っていますか？Này, bây giờ anh ra bến xe miền Đông đi. Dạ. Này, bây giờ anh ra bến xe miền Đông đi. Dạ. Này, bây giờ anh ra bến xe miền Đông đi. Dạ. Này, bây giờ anh ra bến xe miền Đông đi. Dạ. Này, bây giờ anh ra bến xe miền Đông đi. Dạ. 通りでバイン像を売り始めようとしているナムに一人の男が声をかけてきました。どうやら食べ物を売っている同業者の男のようです。ナムに何て言ってますか？Bán gì? Bánh giò. Bán gì?Bánh giò. Bán gì? Bánh giò. Bán gì? Bánh giò. Bán gì? Bánh giò. Đi ra chỗ khác bán. Ủa, làm sao? Đi ra chỗ khác bán.Ủa, làm sao? Đi ra chỗ khác bán. Ủa, làm sao? Đi ra chỗ khác bán. Ủa, làm sao? Đi ra chỗ khác bán. Ủa, làm sao? Khu này không có bánh giò. Ăn kẹo kéo không à?Khu này không có bánh giò. Ăn kẹo kéo không à? Khu
Khu này không có ăn bánh giò, ăn kẹo kéo không à? Khu này không có ăn bánh giò, ăn kẹo kéo không à? Khu này không có ăn bánh giò, ăn kẹo kéo không à? Mày chưa hiểu hả? Hiểu rồi. 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 Mày chưa hiểu hả? Hiểu rồi.仕事を終え、ナムは家路に着きます。今日はバインゾーが売れ残ったようです。なので、バインちゃんを買わずにBの前を素通りしようとしています。すると、Bがナムに気づき声をかけてきました。Anh sao vậy? Không thấy nàng bánh tráng của em nữa hả? Nói mau. Anh sao vậy? Không thấy nàng bánh tráng của em nữa hả? Nói mau. Anh sao vậy? Không thấy nàng bánh tráng của em nữa hả? Nói mau. Anh sao vậy? Không thấy nàng bánh tráng của em nữa hả? Nói mau. Anh sao vậy? Không thấy nàng bánh tráng của em nữa hả? Nói mau. Anh xin lỗi. Tại bữa nay anh ăn miếng giò trừ cơm. Anh xin lỗi. Tại bữa nay anh ăn miếng giò trừ cơm. Anh xin lỗi. Tại bữa nay anh ăn miếng giò trừ cơm. Anh xin lỗi. Tại bữa nay anh ăn miếng giò trừ cơm. Anh xin lỗi. Tại bữa nay anh ăn miếng giò trừ cơm. Của anh nè. Anh yên tâm đi, em không cho không anh đâu. Của anh nè. Anh yên tâm đi, em không cho không anh đâu. Của anh nè. Anh yên tâm đi, em không cho không anh đâu. Của anh nè. Anh yên tâm đi, em không cho không anh đâu. Của anh nè. Anh yên tâm đi, em không cho không anh đâu. Em trao đổi với anh đó. Hả? 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 お客さんがBのバインちゃんを買いに来たようです。 B は何と言って接客し始めていますか? Anh muốn gì ạ? 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 Nam が帰宅すると、同居人の友達が Nam に声をかけてきました。なんて言っているのでしょうか? Hey.Lát vô nhớ tắt đèn hả mày? Dạ. Ê, lát vô nhớ tắt đèn hả mày? Dạ. Ê, lát vô nhớ tắt đèn hả mày? Dạ. Ê, lát vô nhớ tắt đèn hả mày? Dạ. Ê, lát vô nhớ tắt đèn hả mày? Dạ.
今回はこれで終了です。いかがでしたか？やはり結構難しいですよね。で、発音の方ですけど、南部弁が入ってますよね。ですから、ハノイ弁しか学んでない人にとってはちょっときついですよね。でも、まあ、南部弁も、ある程度聞き取れるようになれば、いいかなと思います。で、またこの映画ですね、YouTube 上で、3本ほど上がってるんですけども、この7年間で、だいたい1000万、再生ぐらい、されています。それだけ愛されてるんですよね。まあ、シンプルな内容ではあるんですけども、なんていうんですかね、初恋の初々しさとかですね、あとは人生の儚さ、いろいろなものを感じさせてもらえる25分間だと思います。ぜひトライしてみてください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。Get Ben, Sin Chao, and get back.